Coi cho nó dẫm bên trái nha. Còn bên trái dẫm bên trái chứ. Dày. Ở đây nè. Nó có ấy gì rồi chứ. Mang tín mà đừng chết. Khi nào mà người ta không lấy người ta bỏ là mình lấy, giờ còn người ta còn lấy chi không thương nhanh lấy chi chứ. Giờ còn bao nhiêu tiền đâu là Thấy mấy người lợn nhá.
xét xử công vụ. Kiểu cường sao á? Chồng chị nha, là người thân của chị mà cháy như dây thì ta lợi như dây chị á, chị thấy sao chị? Ở em mình tính đi làm chuyện vậy chó.